mọi người đi đến bến đò Gia Thận. Let's go. Đò từ bên Lý Nhơn đã tới rồi. Có quay phim chia sẻ về một hoàn cảnh của em gái tên là Hạnh, 28 tuổi, 29 tuổi gì đó, mà có nhà ở bên Lý Nhơn á. Cho con hỏi mình đò này mình chạy ngày mấy chuyến chú? Tiếng chạy vào một ngày 12 chuyến hả? Là 6 rưỡi sáng rồi cháu chạy rồi á. Rồi chiều 5 giờ chạy chuyến cuối cùng. Tính ra đi từ ở Gò Công Tiền Giang mình đi qua bên Lý Nhơn thành phố Hồ Chí Minh có 15-20 phút tới. Thoải mái. Tốn 23.000 đó, 23.000 một người và một xe gắn máy. Ôi cảm ơn mọi người đã đến với Lý Nhơn. Ở đây gọi là thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Rồi em đã gặp Hạnh rồi. Bây giờ Hạnh dẫn em vô nhà của Hạnh nha. Gần ở bến đò luôn. Rồi bây giờ phải quẹo vô con đường nhỏ. Đây tới nhà rồi đó. Nhà này nhà em á hả? Dạ. Nhà em á hả? Dạ. Trời ơi, giỏi. Rồi rồi, để chú vô nói chuyện chút nha. Dạ thưa cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện tại em người Gò Công đã có mặt tại nhà của em Hạnh bán vé số mà em từng chia sẻ. Ở đây gọi là Lý Nhơn, bên Cần Giờ, em mới đi đò qua đó quý vị. Thì hôm nay em tới đây em thăm và em tìm hiểu xem gia đình của em Hạnh như thế nào. Tại hôm bữa em có chia sẻ, em quay phim em Hạnh nó đang gặp khó khăn, thì mình cùng vô mình tìm hiểu xem gia đình khó khăn như thế nào nhé. Mời, mời cô chú anh chị và các bạn. À, chào em. Đây con em á hả? Dạ. Hai đứa luôn hả? Cái này là con, còn cái này là cha cháu. À, vậy là mẹ. Chào cô. Ờ, thấy cái nhà này có ghi là nhà tình thương ha. Nhà tình thương. Nhà này xây lâu chưa cô? Lâu rồi. Dạ hả? Dạ. Cho dạ. Hồi trong kia là lâu rồi, lâu vậy dạ. Rồi hả? Mới dời ra đây là mới bẻ tôn đâu mới bể hết. Em cho mọi người xem trong nhà nha. Dạ, tôn. Cũng cây cũng cũ. Gãy dạ. Thôi cho con vô nhà con trò chuyện chút nha cô. Dạ mời chú mừng con. Dạ. Học sinh về tới rồi. Thưa cô chú anh chị, thì đây là mẹ của Hạnh. Còn đây là Hạnh nè quý vị. À, hai đứa này là đứa con. Rồi này đứa cháu. Bữa em nghe em nói anh tới ba đứa con luôn mà. Dạ, ba đứa à, đi học chuẩn bị về hả? Dạ. Rồi rồi. Cô ngồi ổng đi con. Cô đi con. Con mắt mờ mờ nó không có thấy đường. Vậy hả? Dạ, khổ dữ lắm. Bữa con có gặp Hạnh ở bên Dầm Láng. Dạ. Con ngồi xuống đi con gái. Con ngồi xuống con ngồi xuống dưới nội. Dạ. Rồi con có hỏi biết là bên đây con nó để sắp xếp. Con đi qua con thăm nhà coi mình khó khăn gì để con chia sẻ cho bà con mình được biết. Con nghe cửa Hạnh nói là cô đang có bệnh hả cô? Có bệnh ung thư bướu tuyến giáp. Ung thư bướu tuyến giáp. Con lấy giấy tờ cho chú con ở bên chỗ. Dạ dạ. Bé này học lớp mấy rồi con? Dạ chưa có đi học. Mấy tuổi rồi em? 4 tuổi. 4 tuổi à? Dạ. Mấy bữa nay em có đi bán số không? Dạ không. Dạ. Anh trời ơi trời. Thưa chú thì con vô chú vô con. Là con em đó hả? Dạ. Con giữa tên. Hai đứa luôn đó hả? Dạ. Ba đứa. Theo ý nó hai đứa đi học về đó hả? Dạ. Chú thì con. Chào rồi, con bị té nhập tích mới vậy. Trời ơi trời. Thưa chú thì con.
Dạ. Ông thưa chú. Giỏi. Nói đi bị té và té về. Sao té? Đi té về. Nam đi không thấy cục đá chết té rồi té vào núm sình. Rồi vô nhà đi. Té xuống hố luôn. Bà con. Đó, hai đứa nhỏ nó mới đi học về đó. Học lớp mấy rồi hả? Dạ, lớp 1. Trời, con học lớp 1. Lớp 1, lớp 4 hả? Cảm ơn ông bà là hay khen con không ạ? Trời ơi, giỏi không? Về nhà nó khen. Nó học lớp 1 mà nó học lớp 10. Học lớp 1. Tới đây thấy giống như trường mầm non vậy. Bốn đứa nhỏ. Thì đó nó rành rành, nó khổ gì, chút chút không gì. Dạ. Đang bệnh đổ dở nửa đường rồi xin bác sĩ về. Đây là giấy tờ của cô mẹ Hạnh mới đưa cho em coi nè quý vị. Là để em cho mọi người xem nha. Bệnh viện ung bú. Bị ung bú. À, bị bú. Đây cái một tờ nữa. Ung thư tuyến giáp. Thì cô bị cũng lâu rồi hả cô? Dạ, bị mổ là bị tim đầu người tinh tần luôn. À, em nói là có mình em đi bán vé số đó hả? Dạ. Là nhà mẹ em ở nhà vậy đó hả? Dạ. Rồi con xã em đâu rồi? Đi dân lưới hả? Đi dân lưới hả? Dạ. Lưới mấy con sông á hả? Trong bụng muốn á. Ừ. Được đây cô, được đây cô. Cô dạ. Cảm ơn cô. Hồi nãy anh đi độ qua anh thấy nước rồng cạn xẹo luôn á. Dạ giờ này nước rồng dữ. Vậy mà văn có không? Có. Văn tới chiều chín tháng thì ăn chứ tụi nó nhỏ nhỏ vậy nè. À. Bà nhờ bà con ở bên kia là cho có cái gì là cho đây là cho nắng. Ở trong nhà mọi người thấy không? Không, em không thấy có cái tài sản gì hết á. Chỉ có tủ thờ. Tủ thờ này là để cho người ta đem lợi, người ta cho không có thờ gì đó, để rồi đánh giữa. Vậy hả cô? Dạ, người ta cho. Ở xuống này người ta lợi. Tủ thờ mà cũng cho nữa. Thờ này người ta cũng cho, không có cái gì á. Rồi cái họ lợi họ thấy vậy đó, họ cho. Ở nhà mình có cái gì mình mua không? Không, không có cái gì mua. Bà con người cho một chút vậy đó, người ta thấy khổ. Yeah. Chứ trên quỹ ban đồ, chứ trên nhà thờ đồ đó. Ai ơi, nó hả? Vậy đó. Tủ quần áo còn có, tại cho ý xào đồ á. Yeah. Máng lên vậy thôi. Nói là cái bàn đi học mà còn không có, mà phải mượn, người ta thấy ngồi dưới đất người ta cho mượn. Yeah. Dạ. Cái nhà đó thì cũng tình thương. Mà cái tủ cái này kia người ta cũng tình thương, tao cho luôn. Dạ, người cho một chút, người dạ. Cho người kia cho, chứ không phải một người mà người ta cho. Người ta tới người ta thương người ta cho. Dạ. Người ta thấy như xưa lợi cái người ta thấy ghế người ta cũng mua ghế cho nữa. Nó chứ không phải là người. Dạ. Vậy cho con hỏi cái đất mà cất cái nhà này lên là của mình hay của ai? Của mình. Của mình hả? Dạ. À, đất ngày xưa vào luôn hả con? Thì trước đây gia đình mình có làm nghề gì không cô? Mần muối, hai chồng mần muối. Là cô với chú á hả? Dạ. Mần muối. Với thằng con nó đi gánh muối chung với ông xã. Là mấy chục năm luôn hả cô? Dạ. Rồi nghèo quá không có tiền trị bệnh ổng. Rồi cái ông cứ ráng hai chồng ráng xuống dưới rừng mần thê mần muối không mà. Rồi chứ ông bệnh chứ không tiền có đi nhà thương. Ông chết queo luôn rồi. Bị tiểu đường. Chí thiếu máu rồi con Hạnh là vui lợi nói tổ rồi tổ cũng có đi mua góp chút đỉnh rồi đưa cho anh Đành đi lên chợ nó trả tiền vô máu. Dạ. Rồi dạ về mới có bao nhiêu tháng là ông chết quen. Dạ. Mất lâu chưa con? Mất nay 5 năm. Năm. Cái hồi đó chưa mất là hai cái bên tường này là người ta xây chưa ai xây á. Dạ. Là còn vách lá dột gì dữ lắm rồi cái đám ma của chồng á. Cái phụ nữ rồi là thấy vậy á, mấy người ta đi đám nó còn như chứ phụ nữ đi phiên góp á, với chống dột đâu được 17 triệu, rồi phiên góp á
là đủ khả năng như là xin được thêm cái phòng nữa, là người ta cắt rồi còn có cái này người ta chưa đi thêm tiền kiện được nữa, rằng cái nhà nó dột, nó còn ở trên nóc nó dột. Dạ. Cũng như khả năng người ta làm cho mình hết rồi mà còn có cái ở trên nóc nữa, dạ là dột, ngủ nghe cũng được. Nhiều khi tụi nó té đi chết giấc luôn á, rồi phải kêu dậy được cái đau chùi, còn mấy lấy xô nồi thứ. Vậy hàng ngày là cô ở nhà cô giữ mấy đứa trẻ này, dạ. Có hai đứa kia đi học thì thôi, dạ. Còn anh là đi bán giấy số. Dạ. Cho nên là đi người ta của phụ nữ với ở ủy ban đồ nó gia đình khó khăn nhiều lắm. Dạ. Dạ. Nó ngày ta cũng chú cố nó. Còn ba mấy đứa nhỏ này là ngày nào cũng đi giăng lưới. Dạ, đi giăng lưới kiếm ăn. Kiếm ăn. Dạ, sáng là đi kia giăng lưới, đằng chiều về kiếm ăn. Như vậy là nói chung cái đó là lúc có lúc không. Dạ. Còn đi bán giấy số là Hạnh. Hạnh là trụ cột. Trụ cột. Dạ. Dạ. Cho nên không có đủ ăn mình nó thiếu thốn, con nó đi học đi hành rồi tiền bệnh đau của tôi á là đi nhiều khi hai mẹ con lên chẩn mà nó mua thuốc rồi hai mẹ con đứng nhìn rồi tôi rớt nước mắt rồi đi nhiều khi về về. Bà con ở chợ đó, người ta thấy như vậy á, người ta kêu đi vô người ta mua cho. Dạ. Dạ. Hạnh rồi Hạnh mấy theo lâu nay Hạnh nghỉ làm thì sao? Hạnh đi bán, nghỉ bán số rồi tiền bạc sao cô? Thì đắp đổi nó ngay, nó cũng nhìn đóng người khác ăn cũng thưa thớt. Rồi cũng mượn tiền chút đỉnh đặng kiểu như mình ăn uống cũng không có nhiều, mượn không nhiều tại vì á nó tiền góp thì chừng nó không có đi thì không có góp, chừng nào mới đi bán là mới góp lận. Còn hiện tại bây giờ thì người ta thấy vậy người ta đem lại ta cho đồ cho đạt ăn lóc lóc qua ngày vậy. Còn sữa sùng của tụi này á thì nhiều khi mượn tiền mua vậy đó. Giống như bá tánh bà con chồng chớm thấy có cái gì cho được cái gì cho ở đây họ cho thấy qua là họ là đồ cho. Vậy là bà con lối xóm cũng thương tình. Dạ, ở đây người ta thương với phụ nữ với quỹ ban đồ, thấy là gia đình khổ dữ lắm. Dạ. Nói chung là hồi đi nhà thương á, có cái tổ lên nói rằng nói với bà con cô bác ở nhà thương á, nói ngô á mấy dì ơi, con nói thiệt chứ gia đình con cũng nghèo nhưng mà con còn đỡ hơn cái gia đình của dì này. Gia đình dì này khổ dữ lắm, không có vươn lên được mà khổ như vậy nè. Rồi phụ nữ cũng lên đặng lấy cái như chú vậy đó, đặng kết quả vậy đó, rồi nằm nhà thương vậy. Dạ. Dạ. Rồi về nó ngay đó, bà con cô bác rồi cũng đỡ cho ăn cái này cho ăn cái vậy sao sống đồng bạc nè. Dạ. Còn đi đò thì đò nó không biết hoàn cảnh, không có ăn đồng bạc nào. Anh. Dạ. Nhớ ngày bán vé số không? Nghỉ lâu quá nhớ không? Từ bữa anh gặp em cũng cả 10 ngày rồi, em ở nhà không hả? Dạ. Rồi ở nhà rồi đâu có làm gì phải không? Dạ không. Lâu lâu nó nói ê mình sợ. Em giờ còn đau nhiều không? Thì lâu lâu nó ê với thận nước nó chưa có giảm bớt đó. Rồi đi tái khám giờ bác sĩ nói sao? Thì bác sĩ hẹn từng lễ đi. Yeah, đi chưa cách đây mấy bữa đi chưa đi hả? Chưa đi, từng này chưa đi. Đi vậy có tốn tiền không? Dạ không, quyền không có tốn tiền. Ừ. Hồi nãy anh đi gọi đò anh có hỏi chỗ mấy người bên đò á, người ta cũng có biết em nữa. Người ta nói ủa mấy không thấy mấy số. Anh có nói bị tai nạn. Anh qua anh thăm. Thưa bà con cô bác, thì hôm nay coi như là em có duyên đi chơi nha quý vị. Hồi nãy đầu tiên nó đi chơi chứ thật sự là không phải, em có sắp xếp công việc rồi em qua thăm hoàn cảnh của Hạnh. Là hôm bữa em bán vé, em có quay phim Hạnh bán vé số mà bị tai nạn, bị mổ lá lách á quý vị. Yeah. Thì hoàn cảnh Hạnh thì nãy em bước vô em thấy cái nhà là nhà tình thương rồi đó. Thì hồi nãy giờ em trao đổi với mẹ của Hạnh, rồi em có trao đổi với mấy người bến đò nữa, thì đa số người ta đều nói hoàn cảnh Hạnh khó khăn
nghèo đáng thương, nhưng mà bà con luôn luôn giang tay giúp đỡ. Và tình thương ở đây nói chung thật sự bà con ở đây rất là tốt, em cảm nhận vậy. Thì hôm nay em tới đây, trước là em thăm, thứ hai là em gửi lại những phần quà, những số tiền của quý mạnh thường quân đã tin tưởng và gửi lại cho Hạnh. Có cái cửa hàng đây là cửa hàng Viên Tuệ Chai, mà hôm trước em có quay phim chia sẻ về cửa hàng này là bán đồ ăn, thức ăn chay trên thị xã Gò Công á, dạ, đường Trần Đạo quý vị. Có gửi cho em một túi đồ nhiều lắm, em không biết tùm lum gì, gạo đồ ăn thức uống và đồ chay nha. Thì mình ăn chay đâu không? Ủa cô ăn chay hả? Ăn chay ăn 10 bữa. Ồ vậy là có mẹ ăn chay cũng rồi vậy là có chỗ anh chị cửa hàng này gửi cho con túi đồ đồ chay không ạ? À? Thôi vậy con gửi lại cho cô đi. Cô ngồi đi con, cô ngồi đi con. Cảm ơn dạ. Chú với bà con cô bác. Dạ. Rồi thứ hai đó là có mạnh thường quân có nhà hảo tâm gửi cho ít tiền, của ít lòng nhiều nha hả? Thì bà con gửi thì anh chia sẻ lại. Đây là 500 ngàn nè quý vị. 500 ngàn này của chị Yến mà ở bên gần cầu Bà Lễ, phường 5, thị xã Gò Công. Thì có nhờ anh đem qua trao lại cho em để hỗ trợ cho gia đình mình, cũng như hỗ trợ tình của thuốc men gì đó. Còn đây là 1 triệu. 1 triệu này của chị cũng nhà hảo tâm mà cũng ở bên Dầm Láng á, không có nói kêu em đem gửi thôi à. Thì em cũng xin phép em gửi lại cho Hạnh để giống như trang trải chi phí nha. Thưa cô với Hạnh, thì hôm nay con có đem tới những quà tiền của Mạnh Thường Quân á, gửi cho gia đình mình. Thì trước thì chúc cô vui vẻ nè, có sức khỏe. Thì chúc em Hạnh mau hết bệnh để tiếp tục công việc ha. Mình làm nghề nào cũng được, mưu sinh miễn sao mình kiếm đồng tiền chân chính là bà con ai cũng thương mình. Gửi lời với mấy cô Mạnh Thường Quân, gia đình tôi thì khó khăn vậy đó, nhờ sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân có lòng hảo tâm giúp đỡ cho gia đình được xây sở, trong khi bệnh tình của con Hạnh được qua cơn rồi nó cũng đi tiếp tục đi bán làm. Hôm bữa anh nghe bà Mười Út gì ở bên Dầm Láng tặng em chiếc xe phải không? Dạ, chiếc xe phải là chiếc xe này em chạy hả? Dạ. Trời ơi, bữa bà Mười nói gửi cho chiếc xe anh cũng mừng quá, anh tính đó. Nói để anh xây chở coi có ai hỗ trợ ai, ngờ có bà Mười Út tặng liền nè. Dạ. Đi được không em? Nó hơi cao chút. Cao quá hả? Dạ. Cao. Thôi bây đi từ từ cũng quen thôi. Đi mốt em cao thêm sao? Sao cười? Cao đi nữa. Mai mốt hai bình xăng nó đẩy không được. Vậy hả? Rồi em đi cố gắng em đi, nào em thấy thoải mái thì em cứ làm theo em ý em. Thấy mấy đứa nhỏ không quý vị? 4 đứa luôn. Con đi học lớp mấy rồi? Học lớp 1, 2. Biết chữ không? Dạ, nó biết. Còn con học lớp mấy? Con học lớp 4. Học lớp 4 hả? Là con học con lớn nhất nhà đó hả? Dạ. Ở nhà có đứa nào phụ mẹ được gì không? Dạ, con thì lửa chén, con lau nhà. Ghê vậy ta. Con lửa chén, con lau nhà. Còn hàng này nó lau hàng tư. Vậy hả? Ăn luôn hả? Ngon không? Nó xịt không à, chứ nó không có lau. Ăn là trong bự. Gông biển thôi cứ cho nó thoải mái đi cô. Cho anh hỏi cái này, nhà mình cũng khó khăn, kiếm tiền cũng lo ăn từng bữa như nãy giờ mẹ với em nói, nhưng mà lý do sao mà em cho hai đứa đi học vậy?
chưa đó, mẹ cho em dốt chữ thì cho nó ăn đi học mốt một cái chữ sau này nó đỡ cho nó. Có nghĩa là em nói là bản thân em là không biết chữ rồi. Em muốn con em biết chữ cho tương lai nó đỡ luôn, phải không? Dạ. Thì anh cũng hy vọng em vẫn tiếp tục cho hai đứa đi học. Nếu mà anh nghĩ có khó khăn gì liên quan tới việc học hai đứa, chắc cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đang coi cũng sẽ hỗ trợ thôi. Dạ. Giúp đỡ cho có cái chữ đến trường, đúng không? Dạ. Hai đứa con có thích đi học không? Dạ thích. Đi học bằng gì? Đi học bằng xe buýt. Đi ra ngoài kia đợi xe buýt ngay cái mấy ghế kìa. Có tốn tiền không? Dạ không. Sao kỳ vậy? Có đi học mà có tài xế chở đi riêng luôn á hả? Thì tài xế riêng chở. Vậy hả? Người ta không lấy tiền mà luôn? Dạ không, mấy bạn kia cũng vậy. Vậy hả? Ngon ta, đi học bằng xe hơi luôn ha. Con hỏi nè, rồi ước mơ con muốn đi học, con làm cái gì mà con đòi đi học? Con muốn làm xây dựng. Xe dựng hả? Dạ. Còn con trai này? Con nuôi con công an hả? Công an hả? Sao ghê vậy? Đây đây, con làm công an rồi mà nó đòi làm công an. Ở nhà này có hai đứa, đứa làm xây dựng, đứa làm công an hả? Nhưng mà con chụp nhưng con không thích làm công an, con muốn làm xây dựng cơ. Xây dựng là xây nhà hả? Dạ. Cất nhà phải không? Con nuôi mẹ với bà nội. Nuôi mẹ với bà nội? Dạ. Nếu mà sau này con một làm người mà thợ giỏi rồi, con muốn cất cái nhà đầu tiên cho ai? Cho bà nội với mẹ cơ. Vậy hả? Dạ. Rồi chú con có ước mơ khác nhau. Thì mỗi người có ước mơ khác nhau. Thì chú chúc cho hai đứa con ráng học giỏi nha. Quang nghe lời bà nội nè, nghe lời cha mẹ. Đi học biết cái chữ để sau này cái tương lai mình tốt đẹp hơn, rồi ước mơ mình sẽ biết đâu thành hiện thực thì sao. Đúng không? Dạ. Nhớ đang cần hồi đó giờ chưa ăn cái xúc xích này hả? Lần đầu tiên mới thấy hả? Dạ. Trên trường thầy quýnh vô cây đít tối là con muốn được quà nhưng thầy nghe hoài. Rồi Quang. Con có đi học có bị thầy đánh không? Dạ. Sao vậy? Con học được. Học được hả? Ừ. Con mà học giỏi mà nội đưa ba con ly chè vậy bạn. Giống thằng Lộc á, nó được 10 điểm là bao không bao cho con. Con học 10 điểm là được được tặng cái gì? Con muốn tặng cái gì? Con muốn đi chè. Chè gì? Chè sữa hả? Chè gì sữa. Tối nay tụi nó dán học hứa cho Quang cơ chứ đâu có tiền mua cho tụi nó. Hứa cho qua cơm cho nó ham nó đi học. Yeah. Ngồi lấy ngà chúng giùm đây nè, chú quay cần. Con tên gì nãy chú chưa biết tên à? Con tên Lê Hành Quý. Lê Hành Quý. Lê Anh Quý hay Thành Quý? Lê Hành Quý. Lê Thành Quý. Ước mơ sau này trở là thành người thợ xây dựng, đúng không? Dạ. Bây giờ con có thể nói cho mọi người biết là cái địa chỉ ở chỗ nhà mình nè. Để bà con ví dụ như ở xa gần ta tới. Ở dưới Tân Điền, xã Lý Nhơn. Ấp Tân Điền, xã Lý Nhơn. Đổ Năm. Đổ Năm. Bà nội tên gì và ở đây ta? Tên Huệ. Huệ ha. Rồi. Tổ năm. Xã ấp Tân Điền. Xã Lý Nhơn. Rồi. Anh em đọc lại số điện thoại của em á hả? Dạ 0793934939 đúng không? Trời ơi, thằng nhóc này nó nhớ à. Đâu con đọc cái, đọc số điện thoại mẹ từ từ coi. 0793934939. Là số điện thoại của mẹ con phải không? Dạ. Con số điện thoại cha con biết. Cô là chồng sớm á hả? Chồng sớm này nè. Dạ. Con đây. Cho mượn bàn luôn á hả? Cho chắc cho luôn cho mượn. Thôi cho luôn đi hả con ha. Thấy mấy đứa nhỏ con nghe nói cũng ham học, cũng thấy cũng được á con. Dạ. Rồi bạn không có gì ăn mà không có cho ăn hoài à.
Dạ cảm ơn cô. Đi qua bà cháu ăn bậy bạ thì có cá thịt bò mua cho bắt qua cho ăn. Dạ. Ăn gì đâu thì mấy đứa nó đau khổ nó nấu mấy canh gì ra cho cái lũ lão gì ăn chứ tận được chứ. Dạ. Cái này là đồ ăn mình ăn đó giờ tụi nó ăn đó hả? Dạ. Ăn canh rau với gì ạ? Thì ăn với 300 miếng thịt nè. À vậy hả? Người ta cho mình luôn á hả? Dạ. Nè. Một cái bình. Ăn vậy là con có cảm thấy ngon không? Dạ ngon. Nghe hả? Con thích ăn rau. Thích ăn rau hả? Ừ, đó nó cũng ăn được rau. Má nói xe mày xe cha da của mẹ á, xe cha da của mẹ bán rồi. Cái này là cái gì vậy con? Năm ở đây nè, cái nó ngon lắm nói chung. Đâu con ăn cái này hả? Cái này là giống rau hả em? Dạ rau. Ở đây là kêu năng hả? Cỏ lên á, cỏ lên. Cỏ lên. Tại vì bên này kêu cá nó mới mọc lên nó đông. Vậy cái này cũng gọi là rau hả cô? Dạ, cho bà bán mắc tiền. Vậy hả? Chưa ăn lần nào luôn rồi, đó giờ nghe nói củ năng là củ năng hay là phải không? Củ năng khác, còn này năng khác. Cái năng dài nha. Vậy hả? Đó giờ đâu có biết đâu. Dạ. Ở đây bán 60-70 nghìn ký á. Đây, mẹ, ông nói mẹ từng ít ăn được luôn hả con? Ngon mà. Ngon không? Ngon có đều. Giác ăn có đều không? Ngon mà. Ngon mà ăn không đủ cái răng. Giác ăn xong ông cho mẹ bay mai luôn. Trời ơi. Ông ăn nhỏ ăn ai luôn á. Đâu con ăn này á hả? Con thích ăn này không? Đâu ăn thử chú ơi. Buồn qua này hai được cái nó kêu ăn đi. Trời ơi nó ăn ra quý vị cái thấy không? Cũng ăn cỏ. Ăn cơm vậy ngon không? Còn nếu không có đồ ăn tụi nó xịt đến tường ăn. Vậy hả? Dễ ngon quá cái cơm luôn. Không có chất gì hết trơn á. Rồi bà thấy gì có gì bà cho ăn. Lần đầu tiên mới biết củ năng hả? Cây năng hả? Cộng năng hả? Cộng năng chấm cái gì cá. Hồi xưa giờ em chưa biết lần nào mà ngồi năng là cái gì đó, chưa thấy luôn á. Nghe nó tụi nổ nó ăn nó khen ngon quá, ăn thử đi quý vị. Dạ. Ăn không ngon lắm. Nó giòn giòn. Dạ. Ngon. Mà sao nó mềm mềm ta? À, cũng ăn rau vậy đó. Ừ. Có như rau vậy đó. Cái này cũng ngọt chứ, cũng ngọt. Cái này nấu canh chắc cũng được. Không có nấu canh, ăn sống vậy. Dạ. Sống hả? Ăn sống thì mình là chấm nước lá khô hay thịt khô mình chấm ăn. Ừ, cũng ngon nha. Mình chấm nước tương cay cay chấm ăn cái chấm cái ngày gì. Ngày kia tụi nhỏ nó thích ăn phải rồi. Lên là ở dưới kia. Đâu có đắng hôi gì đâu. Ừ, coi đứa nhỏ nó ăn nè. Này, thứ sáu. Mẹ, hãy ụt này ăn vô ít chứ cùng giờ mẹ. Không mẹ ăn đi, không dám á. Mẹ ăn đi. Giờ sao chú đi về nè, giờ sao? Mạnh khỏe. Ừ. Còn con gái sao? Mạnh khỏe. Cảm ơn nha. Tưởng con nói tiếng Anh cái chú hết hồn chứ. Chú về mạnh khỏe. Ừ, rồi. Chú mạnh giỏi. Ừ. Rồi, chúc tụi con ăn ngon miệng nha. Thấy tôi ăn thèm rồi đó. Ở đây là họ sẽ ăn hết cái thau rau được quá. Thôi con xin phép cô con về nha. Dạ. Anh về Hạnh ơi. Dạ. Dạ. Chưa, cảm ơn chú với mấy anh mấy chị với mấy cô mạnh thường quân. Dạ. Chúc được nhiều may mắn và được vạn sự như ý. Dạ con cảm ơn cô nhiều. Dạ dạ. Dạ, dạ thôi thưa bà con cô bác, thưa cô chú anh chị, thưa quý mạnh thường quân nhà hảo tâm, thì hôm nay em tới đây á thì rồi mọi người cũng cảm nhận được ha, hoàn cảnh gia đình Hạnh thì mẹ nè, mẹ Hạnh là đang bị ung thư rồi, bây giờ bốn đứa nhóc nhỏ
Hạnh á, thì hàng ngày đi mưu sinh bằng bán vé số, thì nhưng mà bữa em có chia sẻ là bị tai nạn, bị phẫu thuật mổ lá lách luôn á. Cũng may mắn là bây giờ sức khỏe cũng là ổn định rồi. Chừng nào ổn định anh đi bán vé số nha. Thì hôm nay em có vui quá, em giống như là dịp cầu nối vậy quý vị, em có chút giống như dành chút thời gian để mình đem tới những phần quà xuống tiền của quý mạnh thường quân. Thì hy vọng cô chú chị tiếp tục tin tưởng ủng hộ việc làm của em và theo dõi những cái video mới nhất của em đó nha. Thôi bây giờ em xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video tiếp theo nha. Nói nghe nè, chào tạm biệt cái coi. Chào tạm biệt chú. Rồi xin chào bà con cô bác. Thì em mới vừa đi vô trong nhà của Hạnh á, em Hạnh bán vé số á, em chia sẻ hoàn cảnh gia đình em Hạnh á. Thì bây giờ em quay trở lại cái bến đò chỗ Lý Nhân để em quay về bên Gò Công nha. Thì rất cảm ơn bà con cô bác mình, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã luôn luôn ủng hộ việc làm của em, tin tưởng vào cái việc làm này và đồng hành với em. Thì hy vọng mọi người vẫn tiếp tục đồng hành với em nữa nha, để mình đem lại những niềm vui, những nụ cười đến cho bà con cô bác mình không ai có hoàn cảnh gặp khó khăn. Rồi hẹn gặp lại bà con mình ở video tiếp theo nha, bye bye. Rồi đò đã quay trở lại rồi nè, hồi nãy mình đi chiếc đò khác, còn chiếc đò màu xanh này ha là chiếc khác. Chiếc đò này màu xanh lè trên lét luôn. Khách quá đông rồi nè.